Những bạn lần đầu nhập cảnh ở Nhật và theo visa cư trú dài hạn đều sẽ nhận được một cái thẻ ngoại kiều như thế này tại khu vực hải quan. Các bạn nhớ kiểm tra thông tin trên thẻ thật là kỹ và cái con dấu được phép làm 28 tiếng trên một tuần này, tiếng Nhật là Shikakugai Katsudokyo Kanostampu. Chỉ có du học sinh mới có thôi, lao động thì không có, còn đoàn tụ thì sẽ xin sau. Nên các bạn du học sinh lần đầu sang Nhật nhá, đặc biệt lưu ý cái này cho mình. Mọi người phải để ý xem là họ có đóng cái con dấu này ở đằng sau thẻ ngoại kiều của mình không. Đợt mình sang Nhật mình cũng bị quên không đưa giấy tờ mà bên trung tâm chuẩn bị cho mình cái tờ giấy mà xin phép làm 28 tiếng ấy. Thế là hải quan không đóng cái dấu này cho mình. May mà có thằng bạn đi cùng nó nhắc ấy, thế là mình mới đưa giấy tờ và bảo với nhân viên là Sumimasen, stampu o onegai shimasu. Thế là họ đóng dấu cho mình. Nếu như lúc đó mà mọi người không đóng dấu ấy thì về sau sẽ phải ra niêu cổng để ghi giấy tờ, sau đó là xin cái con dấu này khi đó mới được phép đi làm nhá. Còn không có mà đi làm thì sẽ phạm pháp đấy. Chúc các bạn sắp nhập cảnh vào Nhật sẽ có một chuyến bay thuận lợi, và nếu như mọi người có câu hỏi gì thì có thể comment phía bên dưới hoặc là inbox qua Nippon Travel giúp mình nhá. Nippon Travel, vé tốt, visa nhanh.